Với chương trình nhập vào một số và kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố không. Thì số nguyên tố là số mà chỉ chia cho một và chính nó. Và số 1 không phải là số nguyên tố. Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2. Bây giờ chúng ta đi thiết kế giao diện. Giao diện và một cái label. Cái text box. Cái button. Thêm một cái label nữa để chiếu kết quả. Nhập n testbox này mình sẽ đặt tên là ttn à, test mình để mặc định là số 5 đi chẳng hạn, tên là anh phải comment này mình đặt tên là cmd kiểm tra kt, cmd kt caption là kiểm tra. Và hai mình sẽ xóa cấp xanh đi. Mình canh giữa và đặt tên cho nó là lpl kết quả. Bây giờ mình sẽ viết code cho nút kiểm tra, double click vào nút kiểm tra. Mình khai báo hai biến n với integer và y thuộc kiểu integer luôn. N sẽ bằng value của ttn.test thì để kiểm tra số nguyên tố hay không thì mình cho một cái vòng lặp for chạy từ 1 cho tới n và mình đếm số lần mà n chỉ hết cho y, mình thêm một cái biến đếm nữa. Ban đầu cho đến 10 không này. Trong đây mình kiểm tra if n mà mod cho y bằng 0, tức là n chia cho y thì mình tăng biến đếm lên. Đếm bằng đếm cộng 1. Sau khi tốt chạy hết vòng for mình sẽ kiểm tra if đếm của mình mà bằng 2. Tức là nó chia cho một và chính nó là hai lần, còn nhiều hơn hai lần thì nó không phải là số nguyên tố. Chỉ khi nào đếm bằng hai thì nó mới là số nguyên tố. Then ở đây mình sẽ xuất ra nó phải là câu chấm test chấm cấp sinh nhỉ n là số nguyên tố. Không là số nguyên tố. Trường hợp mình nhập vào n bằng 1 thì for y bằng 1, to 1, vòng lặp này nó sẽ chạy một lần nữa. Thì đếm nó cũng bằng 1, vậy cho nên là 1 không phải là số nguyên tố. Bằng 2 thì nó sẽ chạy từ 1 đến 2, mình nó chia hết cho 1, chia cho 2. Cho nên 2 là số nguyên tố. Mình chạy thử, nhập vào số 1. Kiểm tra, thì 1 không phải là số nguyên tố, 2. 2 là số nguyên tố này. 3. 3 là số nguyên tố luôn. 4. 4 thì không phải. 5. Chưa? Rồi thì video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.